Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới các bác một cái radio tích hợp của hãng Aiwa. Nó có cái tên mã là CSD EL300. Sau đây em xin gọi ngắn là Aiwa EL300. Cái model này thì chắc chắn là các bác đã nhìn thấy ở đâu đó trên YouTube, cũng có người đã từng cho lên sóng rồi. Thường thì những cái thứ mà em có thì những cái shop khác người ta cũng không có khó khăn gì, người ta cũng sẵn sàng có thể lấy được về. Thế nhưng mà em dám chắc là chưa có cái shop bán hàng nào ở trên YouTube có được remote để mà ghép cùng với cái đài này. Thực ra không phải là họ không đủ khả năng để đi kiếm cái remote cho cái đài, mà họ cho rằng những cái món này không đáng để cho họ bỏ công ra đi tìm remote, bởi vì cái giá trị nó không cao, giá trị về về mặt tiền bạc cái đài này nó không cao. Nhưng mà em thì suy nghĩ rất khác. Em xưa nay bán đồ trên một cái nguyên tắc là em hết sức để ý đến cái trải nghiệm của người dùng. Ví dụ như là trên những cái đài, cái kiểu gọi là đài đời cao, gọi là đài số 100% như thế này, thì chúng ta nên có một cái remote thì nó tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng rất nhiều. Chính vì thế em đã cố gắng để có được một cái remote, tuy là remote học nhưng mà nó cũng sử dụng được những cái tính năng cơ bản nhất. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi các bác ạ. Trừ những cái sản phẩm đời cổ 100% solid state, nó không phải là những cái sản phẩm đời cao có sử dụng remote thì chúng ta thua. Còn với những cái món như thế này, nếu có thể ở trong khả năng thì chúng ta nên có remote để ghép cùng với nó. Đây là một cái con đài có một cái ngôn ngữ thiết kế khá là sáng sủa và trang nhã, với hai bên là hai cái loa toàn giải. Nó khá khẩm hơn so với những con khác, bởi vì là loa toàn giải này là 10 cm màng giấy, viền tẩm dầu, lỗ thông hơi nằm ngay phía trước. Nó bao gồm radio FM 108, nghe đủ các băng sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, và chắc chắn là có cả sóng chung, sóng AM. Ngoài radio thì nó còn có đĩa CD và băng tape cassette. Nhưng mà qua năm tháng thì cái dây cu loa bên phần băng tape cassette nó đã bị trùng, bị mủn rồi. Trên con đài này chúng ta sẽ sử dụng bên phần đĩa CD và nghe radio FM 108. Mục đích của em khi bán ra cái đài này chủ yếu là để các bác nghe radio. Trước khi đi vào phân tích những thành phần thì chúng ta sẽ mở nguồn lên để nghe một đoạn radio. Bác nào đang chuẩn bị mua cái đài này hãy lưu ý này, để muốn mở nguồn cái đài này chúng ta ấn vào cái nút power màu đỏ ở đây 2 lần. Nó là một cái dạng lệnh lệnh đúp đấy ạ. Hơi khó bấm một chút nhưng mà vẫn mở Tụ được. tập ăn số ở thôn An Thịnh, xã Tiền Phong với tổng số tiền 135 triệu đồng. Luật sư Lê Minh Trường, công ty luật Minh Khuê khuyến cáo. Những người dân của mình còn tương đối là mất cảnh giác đối với dịch bệnh, họ vẫn tụ tập, đặc biệt ở những khu vực nông thôn. Nhưng dù một hành Lắng nghe qua giọng ca của nghệ sĩ trẻ Hùng Vương. Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện thu giữ hơn 13 tấn rác thải là găng tay y tế đã qua sử dụng. Toàn bộ số rác thải này là của bà Vũ Thị Thu Hương ở Mê Linh, Hà Nội, được thu mua từ các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên. Trên cái remote học của Trung Cộng này, chúng ta có thể tắt mở nguồn, volume, và chuyển đổi một vài cái chế độ music cài sẵn của cái đài này.
Cái đài này nó có 3 cái chế độ music cơ bản, đó là rock, pop và jazz. Ngoài ra thì nó còn có cái chế độ tăng bass gọi là tê bass, và có cái chế độ âm thanh vòm giả lập còn gọi là quy súp rao. Chúng ta có thể thay đổi một vài cái hiệu ứng music của nhãn hàng Đông Trùng bằng Thảo, cái nút Phúc. LR ở đây mến, lá phổi khỏe mạnh là mong muốn là chuyển của về tất pop cả này, mọi người. Làm thế da nào này, pháp điều trị rock này về phổi luôn được nhiều người quan tâm. Và cái nút pick đối diện ở đây là cái nút bật tắt chế độ điều trị các bệnh lý về phổi mang lại hiệu quả tốt do dược chất cao. Viên bổ phế Banica là dòng sản phẩm mới vừa được công ty dược thảo Thiên Phúc đưa ra thị trường trong năm 2020. Đây là bật viên bổ phế Banica được chiết xuất kết hợp từ đông trùng hạ thảo với những loại dược liệu như cao rẻ quạt, cao khổ sâm, cao cốt khí củ, cao lá hen, cao bách hợp, đạt chuẩn GMP, giúp người Việt có thể sử dụng những sản phẩm có chất lượng cao và giá thành hợp lý. Chúng ta muốn lấy viên sóng viên bổ phế Banica giúp bổ phổi, tiêu đờm thì và sát ấn vào hai cái nút thời trái giúp phải hỗ trợ ở đây. Điều trị các triệu của thời tiết, ho gió và các triệu chứng khan tiếng, ngứa rát cổ họng, viêm đau họng, viêm phế quản. Ngoài công dụng chính là bổ phế thì viên bổ phế đông trùng hạ thảo Banica còn giúp nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Sử dụng viên bổ phế. Ưu điểm của cái đài này đó là nghe to, trong và rõ. Đây là những cái điều kiện tiên quyết đối với một cái radio. Khi chúng ta muốn sử dụng bên phần đĩa thì chúng ta có thể ấn vào cái nút OK nằm giữa ở đây để chuyển chế độ. Đó, bên trong đài em đã để sẵn một cái đĩa. Đây là nút Eject ra đĩa này. Chúng ta sẽ bước vào phần test đĩa. Play ở đây ạ. Chúng ta có thể nếch bài hoặc lùi bài ở đây. Lợi thế của loa toàn giải thì các bác biết rồi, nó thể hiện trung âm rất là tốt. Như vậy con đài này nghe CD tốt, mắt đĩa còn tốt. Bên phần băng tép, cassette thì nó được bố trí nằm phía trên. Và dây cua loa em nghĩ là nó bị đứt rồi. Em sẽ cận cảnh cái phần đầu tư. Như vậy đây là một con đài auto reverb với cái đầu từ xoay 90 độ và có hai bánh tì hai bên. Đài zin tuyệt đối, không phải nghĩ. Zin chất bãi, nguyên đài cam, chưa hề sử dụng tại Việt Nam. Tất nhiên là phải trừ em ra.
Giờ chúng ta sẽ xoay phía sau để xem qua một chút. Đây là cận cảnh phía sau. Dầu anten khá là dài. Ngoài cái vấn đề sử dụng điện 100V thì nó còn cho phép chúng ta lắp pin vào nữa. Nhưng em nghĩ cái vấn đề lắp pin nó không khả thi. Bởi vì đây là một cái con đài sử dụng điện DC lên đến 12V. Mà 12V mà bây giờ chúng ta nuôi pin thì đúng là tương đối khó khăn. Nó chạy đến 2, 4, 6, 8 quả pin. Mà pin là pin dòng pin C. Dòng pin này thì nó tương đối là đắt tiền. Nó đắt hơn cái thể loại pin đại con thỏ khá nhiều. Chính vì thế là em mới nói là đối với cái con đài này, cái vấn đề lắp pin vào nó không khả thi lắm. Tuy là nó cho phép lắp pin, sẽ có rất ít người là có cái ý định lắp pin vào cái đài này. Ngoài cái vấn đề đọc đĩa CD thì rất khá khẩm, nó còn có một cổng xuất quang ra. Khi chúng ta sử dụng đĩa CD thì cái đường optical out này nó sẽ xuất ra và chúng ta có thể kết nối cái đường này vào với những cái con âm ly đa kênh của chúng ta để nghe các thể loại đĩa chất lượng cao hơn. Đối với con đài này thì khi em bán ra là sẽ có kèm theo dây nguồn. Về hình thức của đài thì nó cũng có chảy xước, không tránh khỏi. Có một cái vết chảy khá rõ ở ngay bên phần cửa đĩa. Tất cả những cái phím ở trên mặt đài đều sử dụng bình thường. Đây, tắt mở nguồn đây ạ. Các phím còn tốt, không có phím nào bị liệt cả. Mở nguồn đây. Đĩa CD đọc tốt. Chúng ta cũng có thể chuyển bài bằng cái hàng phím từ 1 cho đến 9 ở đây. Ví dụ như em ấn số 2 là nó sẽ hát bài 2 ngay đây ạ. Lại em yêu chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy. Trả lại em yêu những năm học trò. Đây là một cái con đài có chất lượng âm thanh tốt, nó thực sự tốt ở trong tầm tiền. Về cái thế hệ bom box thì nó nhiều loại lắm các bác ạ. Có những con thì với cái thiết kế nó thiên về sức mạnh, âm bát nó đánh ra khá là có sức nặng. Có những con thì cũng là bom box, thế nhưng mà cái thiết kế về phần âm thanh nó thiên về bay bổng nhẹ nhàng. Đừng có nghĩ ở bom box là tất cả những cái con bom box đều là những cái con mà cho cái âm bát dữ dội. Điều đấy là sai lầm. Điều đấy là võ đoán. Đối với cái con đài Iva này, thế mạnh của nó là chất âm của loa. Nó thể hiện ra to, trong, rõ, có khả năng lan tỏa âm thanh đi khá là xa. Và các dài âm nó thể hiện ra là bay bổng nhẹ nhàng. Âm bass chúng ta cũng vẫn dễ dàng có thể cảm nhận được. Ở trong những cái củ toàn giải kiểu như thế này mà âm bát thể hiện được là một cái điều hết sức đáng khích lệ.
Em sẽ mở bài 3 luôn đi ạ. Bán cái đài này với giá 900.000 đồng kèm theo remote và có dây nguồn. Xin lưu ý, dòng đài này không có đường aux để kết nối với điện thoại hoặc máy tính hoặc các thiết bị ngoại vi. Những cái trang bị của nó bao gồm radio FM 108, đĩa CD, băng tape, cassette. Nó không có cái đường aux bên ngoài để chúng ta cắm điện thoại đâu ạ. Ở đây cũng là một cái điểm gọi là thực sự là nó gọi là điểm yếu của cái dòng đài này. Cũng không hiểu tại làm sao mà với một cái thiết bị như thế này, đáng lý là những cái hãng như Aiwa người ta thừa sức để có thể thêm cái đường aux, nhưng mà người Nhật thì từ xưa đến nay họ rất ngoan cố, họ bảo thủ lắm. Chính vì thế là họ mới chế tạo ra những cái dòng đài kiểu như thế này. Chắc là khi trong quá trình người ta sản xuất ra là người ta dành cho những cái nhóm đối tượng mà những cái người ta cũng không quan trọng lắm về cái vấn đề cái đường aux đâu. 900.000 đồng có remote, có dây nguồn. Một con đài nghe radio rất trong, to và rõ. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.